biết Trơn Giáp cũng 5 năm rồi. Thì đây là một trường hợp cũng khá là đặc biệt. Điều kiện là ở vùng sâu vùng xa cho nên là bệnh viện nó cũng xa xôi. Nhưng mình sẽ cố gắng tạo điều kiện để giúp đỡ bệnh nhân. Quyết tâm là kết hợp là dù có xa mấy thì cũng thành gần. Đến bệnh viện Tâm Anh sẽ được hỗ trợ những có thể nhất cho bệnh nhân, sẽ được điều trị bằng phương án đốt sóng cao tầng. Tôi năm nay là 55 tuổi và sinh sống tại Gia Lai. Biết Trơn Giáp cái thời gian bố mất cách đây bữa này cũng 5 năm rồi, thì nuốt thì cũng nó cũng hơi mắc theo kiểu là vướng, bị u tuyến giáp. Thì cái hành trình đó thì tôi có xuống với Diễn Hùng để kiểm tra cho kết quả nghi ngờ, thì giới thiệu cho tôi ra nhờ bác sĩ Khánh để chọc tế bào báo về cho tôi là kết quả bị ca tuyến giáp, thì tôi thật là bất ngờ. Bệnh nhân cân nặng rất là nhẹ, có 36 cân thôi. Mình có hẹn để khám và kết hợp với bác sĩ ung biếu thì tầm soát cho bệnh nhân. Đây là một trường hợp ung thư thể nhú ở giai đoạn rất sớm ở T1A. Siêu âm siêu quang hạch nên là ở giai đoạn T1A N010. Với kích thước nhân theo hai chiều thì là khoảng tầm độ 7x8mm. Rất may là những cái thể ung thư tuyến giáp thể nhú thì tiến triển rất là chậm, tiên lượng rất là tốt. Thì chúng ta biết là ung thư thể giáp nó có một số thể, và trong đấy cái thể nhẹ nhàng nhất là ung thư thể nhú. Và thể này chiếm thường là trên gần 90% những trường hợp mà ung thư ở tuyến giáp. Thì vì điều kiện là ở vùng sâu vùng xa cho nên là bệnh viện nó cũng xa xôi, cho nên là không có đáp ứng nhu cầu theo ý mình, thích đi là đi, thích đến là đến được. Trong cơ hội này thì mình đã phát hiện ra bệnh, thì mình kết hợp là dù có xa mấy thì cũng thành gần, quyết tâm là ra bệnh viện lớn luôn. Thực ra đây là một trường hợp cũng khá là đặc biệt. Một câu chuyện là cách đây khoảng tầm hơn một tháng là mẹ bệnh nhân bị bệnh rất nặng mà thập tử nhất sinh ấy. Và bệnh nhân cũng khá lo lắng về câu chuyện ung thư của bệnh nhân có thể xảy ra, cái câu chuyện là mình cũng sẽ bị như mẹ mình. Thứ hai nữa là cũng có gọi là không mong muốn phải điều trị bằng cách phẫu thuật, bởi vì bệnh nhân rất là sợ phẫu thuật. Theo các cái khuyến nghị thì với những trường hợp mà nhân kích thước nhỏ như vậy nằm cách xa vỏ bao của tuyến giáp và chưa có hạch mà lại carcinoma thể nhú thì vẫn nằm trong chỉ định đốt sóng cao tầng và cũng là được xem như một sự lựa chọn để điều trị ung thư tuyến giáp thể nhú, nên là bệnh nhân mong muốn là sẽ được điều trị bằng phương án là đốt sóng cao tầng. Trước hết là tôi cứ suy nghĩ là không biết là mình đi thì đến kết quả thế nào và như có được như mình mong đợi thế không. Cũng tìm hiểu sơ qua thì quyết định là ra Tâm Anh. Nhờ bác sĩ Khánh cùng đội ngũ của bác sĩ giúp đỡ lo cho mình thành công tốt đẹp. Trước đây thì phẫu thuật để điều trị ung thư giáp cắt toàn bộ hoặc là cắt bản phân là một phương pháp điều trị cơ bản, và trước đây chỉ có mỗi phương án đấy. Bệnh nhân có thể khỏi nhưng mà cái chất lượng cuộc sống sau khi điều trị như mình bảo là những cái biến chứng, những cái hậu quả sau mổ nó có thể có. Cái xu hướng điều trị hiện nay là xu hướng điều trị là bảo tồn, tức là chẳng hạn nếu có nhân ung thư tuyến giáp mình đang nói là thể nhú thì có thể là chỉ mổ cắt một thùy thôi, vẫn bảo tồn một thùy để giảm những cái hậu quả của phẫu thuật. Đồng nghĩa với chuyện mình bảo tồn thì có thể là mình sẽ sử dụng kỹ thuật là đốt nhân tuyến giáp. Ưu điểm nhận biết là mình không phải trải qua những cái nguy cơ trong lúc mổ như phẫu thuật. Với hai nữa là khi mình bảo tồn được tuyến giáp thì câu chuyện là những cái hậu quả về sau thời gian bệnh nhân điều trị ấy, thì nó sẽ không có. Chẳng hạn mình không mổ cắt cái thùy giáp thì nó sẽ không có nguy cơ bị suy giáp, không phải dùng thuốc hormone. Hay là mình bảo tồn được tuyến giáp, mình sẽ không bị cái nguy cơ bị hạ canxi, nó sẽ không có những cái vết mổ ở vùng cổ, nó cũng bảo đảm sự thẩm mỹ cho bệnh nhân. Lúc đang phẫu thuật vẫn hỏi chuyện trò thấy thế nào, không đau không đớn gì cả. Bác sĩ đã gây tê cái vùng mà bác sĩ định làm thì trong cái vùng đó nó tê thì cũng không cảm giác gì cả. Thấy là thành công tốt đẹp. Thì bệnh nhân đang trong tình trạng rất là phấn khởi vì được điều trị một phương án là xâm nhập tối thiểu, không phải mổ. Điều trị xong thì bệnh nhân gần như là không đau tí nào và vẫn sinh hoạt bình thường. Sau khi đốt ung thư giáp thì nó sẽ có 3 cái kiểu tiến triển. Một là nhân biến mất hoàn toàn. Biến mất hoàn toàn ở đây thì thường là sẽ xảy ra ở thời điểm 6 tháng đến 1 năm, thường có thể là lâu hơn một chút. Với nhân nhỏ thì thường là sau 1 năm thì sẽ biến mất, và tỷ lệ biến mất là trên 90%. Với những bác sĩ có kinh nghiệm, chuyện biến chứng dường như là không có. Cái biến chứng ở đây có thể xảy ra là khi mình chọc kim vào vùng cổ thì cho dù mình tiêm chọc cũng có thể chảy máu rồi, thì việc đốt cái kim nhỏ cũng có thể chảy máu nhưng mà có thể chấp nhận được. Cái biến chứng thứ hai có thể gặp là khan tiếng. Trên báo cáo trên thế giới cái tỷ lệ khan tiếng rơi vào khoảng độ 0,3%, cực kỳ thấp. Tức 1.000 người chỉ gặp 3 người, bản thân mình cũng gặp khoảng 4 người rồi. Cái tỷ lệ khan tiếng rơi vào những trường hợp mà nhân khá là to, hoặc là những trường hợp mà nhân bị ung thư nhưng mà nằm ở mặt sau sát dây quạt ngược. Nhưng mà rất là may mắn bởi vì tất cả những trường hợp mà khan tiếng ấy là khan tiếng có hồi phục,
Và tất cả nghiên cứu thì đều nhận thấy là sau khi thời điểm 3 tháng là thời điểm mà là lâu nhất để có thể trở lại bình thường. Muốn lên chia sẻ cho mọi người cùng biết để ai có bệnh này thì người ta sẽ thực hiện. Nên là tôi cũng biết là dù vật vã bao nhiêu mà vì bệnh tật mà có người đã chữa cho tôi thì tôi vẫn quyết tâm cố gắng. Vì tôi nghĩ là mình đã ngoài 50 rồi thì có người thì người ta hưởng tuổi đời không bao nhiêu, người ta cũng ra đi thì mình cũng cứ vô tư thôi, chứ không đáng suy nghĩ để cho mình bận tâm cái chuyện này. Chuyện gì mà nó qua là nó qua đi rồi, mình là người trong cuộc thì hành trình thế nào là nhớ hết. Khi mà đi từ Gia Lai ra một cái hoàn cảnh khó khăn như vậy mới ra đây để điều trị thì phải mất một số lượng gọi là kinh phí cũng khá lớn. Bệnh nhân có thể lựa chọn điều trị ở trong Gia Lai luôn, hoặc thì trong Nghệ An, hoặc là có thể là gần hơn là vào Trung ương Huế. Nhưng mà ra tận đây thì thứ nhất là cảm thấy hạnh phúc, bệnh nhân tin tưởng mình. Mình là không thể thay đổi hoàn cảnh của bệnh nhân được, nhưng mình sẽ cố gắng tạo điều kiện để giúp đỡ bệnh nhân trong hoàn cảnh như vậy. Khi bệnh nhân đến bệnh viện Tâm Anh thì sẽ được hỗ trợ những gọi là có thể nhất cho bệnh nhân, được nằm ở những cái giường tốt nhất, được điều trị những phương án tốt nhất. Một thời gian sau thì bệnh nhân sẽ được quay lại tái khám, có thể bệnh nhân khám ở trong Gia Lai cũng có thể được, và bệnh mình sẽ xem qua chất lượng hình ảnh ở trong kia, bệnh nhân có thể gửi lại cái kết quả để cho bác sĩ thì mình sẽ có thể xem được cho bệnh nhân và cũng có thể tái khám qua điện thoại, bệnh nhân cũng đỡ phải quay lại đây thì để tăng thêm niềm tin cho bệnh nhân. Được nhờ bác sĩ giúp đỡ tận tình làm cho mình cũng ấm áp thêm mà cũng thoải mái tinh thần thêm. Thật chân thành cảm ơn sự chia sẻ của tất cả mọi người trong bệnh viện, từ đội ngũ bác sĩ cho đến y tá, nhân viên, tất cả là đều thấy đối xử với mình thật là như người trong nhà, một gia đình thôi.